Em xin chào chị Tâm ở xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước, có đặt em bộ hát C28. Đây là bộ hát của chị. Và em đã cắm dây sẵn cho chị, chị có bảo em cắm dây sẵn, em cắm dây sẵn hết cho chị. Về chị cứ lấy cái cọng dây bên phải chị găm vào cái điện thoại phát nhạc. Cái lỗ bên trái còn đầu còn lại chúng ta găm vào cái điện thoại livestream, quay phim gì đó, vân vân. Em cắm sẵn hết cho chị rồi, toàn bộ rồi nha. Clip này là chị test âm thanh cho chị. Và em có nhắc chị là hát cái độ đèn số 2 nha. Vì hát số 2 cho nó có vang nhiều và vang sâu. Còn em thì em hát số 1 thôi, nhưng mà cách để em phiên hát số 2. Sau này gạch rồi hát lại số 1, số 2 cho nó nhẹ hát nha chị nha. Em đang chỉnh mic có 50 âm lượng mà nó hút dữ lắm nha chị nha. Âm lượng mic em đang chỉnh 50 nha chị nha, rất là hút rồi. Chị về chỉ mà giọng yếu thì chị chỉnh 70 cũng được. Em test cho chị âm thanh cho chị ca khúc Cùng Tình Boligo. Test cho chị Tâm ở xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước. Micro C28 ca khúc Tình Boligo. Solo cùng tình bô lê dô, anh đánh đàn em buông lời hát, dòng em đậm đà cao vút ngân nga, hồn em giang hòa theo phúc dân ca. Solo cùng tình bô lê dô, ngồi nghe em lời hát, giọng em ngọt ngào êm ái dâng cao, giọng em dạt dào cùng tình bô lê dô. Ôi cùng tình bô lê dô như mây nước sông hồ đó đây. Mà người người ngợi ca solo cùng tình bô lê dô, gia nhân nhị ta thi rồi biếng, hay cố lên nào ca hát xôn xao, hay cố lên nào cùng tình bô lê. Một lần nữa em cảm ơn chị Tâm ở xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước nha. Chị quan tâm nhớ giúp cho em là mình về mình hát chế độ số 2 nha chị nha. Em đang chỉnh số 2, đèn số 2 cho nó có kỳ vệt và delay luôn nha chị nha. Cho hát nó nhẹ hát luôn. Sau này hát vài tháng mình quen rồi mình hát cái đèn số 1 nha. Nhìn em chỉnh số 1 cho chị đây. Số 1, 1, 1, 1, đây là số 1 nha. Số 2 thì mình nhắn một cái nữa. Đây là chế độ số 2, nó khác nha chị nha. Nó có tiếng vọng, rất là nhẹ hát. Rồi một lần nữa em cảm ơn chị Tâm ở xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước rất nhiều đã ủng hộ em nha. Em đã cắm dây sẵn cho chị hết rồi. Giờ chị cứ ghim vào là hát thôi, không có cắm gì nữa hết á. Cảm ơn chị rất nhiều. À mà quên, về chị thấy dư dây gì đừng thắc mắc nha. Tại vì em gắn dây ba màu cho chị thì sẽ dư dây theo bộ ra nha. Sẽ dư dây theo bộ ra, chị đừng có thắc mắc. Và để dành lại xài cho chị Tâm nha.